Mời quý vị cùng đến với những tin tức thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, giúp Điện Kremlin có đòn bẩy lớn trong bất cứ cuộc đàm phán nào với Ukraine. Bên cạnh đó, Nga cũng có ưu thế về hải quân ở Biển Đen, tuyến đường hàng hải duy nhất phục vụ cho thương mại của Ukraine. Theo New York Times, chiến dịch quân sự kéo dài gần 3 tháng của Nga đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của các lực lượng Ukraine. Nhưng điều đó không phủ nhận được thực tế là Nga đã giành quyền kiểm soát nhiều khu vực trên thực địa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của nước này ở miền đông Ukraine đã tiến đến biên giới giữa Donetsk và Lugansk, hai khu vực nói tiếng Nga và là nơi phe ly khai do Moscow hậu thuẫn, giao tranh với quân đội Ukraine suốt 8 năm qua. Tuyên bố của bộ này cũng củng cố triển vọng của Moscow cho rằng họ có thể sớm giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass. Trước khi Nga tấn công Ukraine, phe ly khai đã nắm quyền kiểm soát 1/3 khu vực này. Cựu thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố chiến thắng giành cuộc bầu cử trong bầu cử tổng thống tại Philippines, đồng thời cam kết sẽ là một nhà lãnh đạo vì toàn thể người dân Philippines. Kết quả này không gây bất ngờ vì ông Marcos Jr. luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước đó. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ông Marcos Jr. đã giành hơn 56% số phiếu ủng hộ, nhiều hơn gấp đôi số phiếu của đối thủ đứng sau liền kề là ứng viên tự do Lenny Robredo. Nếu được Ủy ban bầu cử Philippines xác nhận, ông Marcos sẽ đắc cử trở thành tân tổng thống quốc gia Đông Nam Á này. Chiến thắng này sẽ đánh dấu sự trở lại riêng tổng thống của gia đình Marcos sau nhiều thập kỷ. Trong 6 tháng qua, tôi muốn cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đã làm cho chúng tôi. Có hàng nghìn người ở ngoài kia, các tình nguyện viên đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều. Họ cũng đã giúp đỡ và hy sinh cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Vì niềm tin của họ với thông điệp của chúng tôi về sự đoàn kết, họ đã tin tưởng chúng tôi và bầu cho chúng tôi. Ông Ferdinand Marcos Jr., 64 tuổi, là con trai của cố tổng thống Ferdinand Marcos. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Marcos Jr. cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy phát triển đất nước bằng cách giải quyết những tác động trước mắt của đại dịch COVID-19, tạo ra việc làm mới, cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và nông nghiệp, nâng cao sức khỏe cộng đồng và kích cầu tiêu dùng trong nước. Theo thống kê, có khoảng 65,7 triệu cử tri đủ tư cách đi bầu cử. Ngoài bầu tổng thống và phó tổng thống, các cử tri Philippines cũng tiến hành bầu 12 thượng nghị sĩ, hơn 300 thành viên của Hạ viện và hơn 17.000 quan chức địa phương. Căng thẳng tại Sri Lanka vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu sau khi thủ tướng nước này đệ đơn từ chức hồi đầu tuần này. Các cuộc biểu tình bạo lực giữa những người ủng hộ và phản đối chính phủ kéo dài suốt 2 tháng qua đã khiến gần 80 người bị thương. Quân đội Sri Lanka đã phải sơ tán thủ tướng vừa từ chức Mahinda Rajapaksa khỏi tư dinh ở thủ đô Colombo sau khi hàng nghìn người biểu tình tìm cách phá cổng chính. Ít nhất 10 quả bom xăng đã được ném vào khu nhà và hiện chưa rõ nơi ở của ông Mahinda. Trước đó một ngày, nhà lãnh đạo 76 tuổi này đã nộp đơn từ chức, mở đường cho việc thành lập một chính phủ đoàn kết mới. Cảnh sát Sri Lanka cũng đã áp lệnh giới nghiêm vô thời hạn tại thủ đô Colombo sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa những người ủng hộ chính phủ và nhóm người yêu cầu tổng thống Mahinda từ chức. Bệnh viện quốc gia Colombo xác nhận đã có 78 người phải nhập viện điều trị. Hàng triệu học sinh không thể hoàn thành đúng hạn kỳ thi cuối kỳ, những sạp báo trống trơn do không đủ giấy in, những người bán đồ ăn không có nguyên liệu để chế biến, hàng dài người chờ đến lượt thậm chí là tranh giành nhau để được mua nhiên liệu, khí đốt, thực phẩm và thuốc. Những thảm cảnh này diễn ra gần như hàng ngày tại Sri Lanka, từ một thiên đường du lịch, quốc đảo với 22 triệu dân được mệnh danh là Hòn Ngọc Ấn Độ Dương, bỗng chốc rơi vào tình cảnh vỡ nợ. Không chỉ tôi mà tất cả các doanh nghiệp đều điêu đứng vì tình hình hiện nay. Tình hình này rất đáng lo ngại, nhiều người dân không có lương thực. Những căng thẳng hiện nay được cho là bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có mà Sri Lanka đang phải đối mặt kể từ khi độc lập năm 1948 và sự bất mãn ngày càng gia tăng của người dân đối với những quyết sách gần đây của chính quyền Tổng thống Mahinda. Bộ Tài chính Sri Lanka tuần trước thông báo do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nước này hiện chỉ còn chưa đầy 50 triệu đô la Mỹ dự trữ ngoại tệ có thể sử dụng. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng chính sách không COVID, zero COVID của Trung Quốc là không bền vững. Đây là bình luận hiếm hoi của người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới về biện pháp chống dịch của một quốc gia. Phát biểu của ông Tedros được đưa ra trong bối cảnh giới chức Trung Quốc quyết tâm chống dịch bằng các biện pháp cứng rắn, dù lệnh phong tỏa nghiêm ngặt và kéo dài gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.
Khi nói về chiến lược không COVID, chúng tôi không nghĩ rằng chiến lược này bền vững khi xem xét đến các diễn biến của virus hiện tại và những gì chúng tôi dự đoán trong tương lai, đặc biệt là khi chúng ta hiện có kiến thức tốt, hiểu biết về virus và khi chúng ta có các công cụ tốt để sử dụng, việc chuyển đổi sang một chiến lược khác sẽ rất quan trọng. Chính sách không COVID-19 khi nhiều nước trên thế giới đã thay đổi cách chống dịch, chuyển sang thích nghi trong điều kiện bình thường mới. Giới chức Thượng Hải, siêu đô thị đông dân nhất ở Trung Quốc, đã áp lệnh phong tỏa từ ngày 1 tháng 4 để đối phó với đợt bùng phát nghiêm trọng nhất. Lệnh phong tỏa đã được nới lỏng tại một số khu vực, song giới chức chưa công bố thời điểm giữ hoàn toàn, dù ca nhiễm đã giảm đáng kể. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại những tin tức thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, Mỹ là một trong những quốc gia xuất hiện các ca mắc viêm gan cấp tính bí ẩn nhiều nhất trên thế giới. Các chuyên gia y tế đang nỗ lực giải quyết tình trạng này. Hiện nay tại Mỹ, số trẻ em mắc căn bệnh viêm gan cấp tính đang có dấu hiệu. Gần 400 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã bị tiêu hủy tại cơ sở của Emergent BioSolutions, đóng ở thành phố Baltimore, bang Maryland, do công ty không đáp ứng hoặc duy trì các tiêu chuẩn chất lượng. Đây là số lượng vaccine bị tiêu hủy trong 4 đợt kể từ cuối năm 2020 cho đến nay. Giới chức cáo buộc công ty này đã khoe khoang về khả năng sản xuất với các nhà sản xuất vaccine, mặc dù họ nhận thức được hệ thống chất lượng thiếu sót của công ty. Các cuộc kiểm toán do Johnson & Johnson và AstraZeneca thực hiện cũng đã xác định các vấn đề tại cơ sở Baltimore, bao gồm các vấn đề về kiểm soát tài liệu và kiểm soát ô nhiễm, hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống máy tính không đầy đủ, một số quy trình sản xuất và làm sạch bị lỗi. Thưa quý vị, 100 triệu người dân tại nước Mỹ có thể sẽ phải mắc COVID-19 vào cuối năm nay. Đây là cảnh báo mới nhất vừa được Nhà Trắng đưa ra khi số ca mắc mới đang gia tăng đột biến tại quốc gia này. Sự xuất hiện của các biến chủng mới khiến số ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ tăng gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn. Con số tăng từ hơn 29.000 ca một ngày vào cuối tháng 3 đã lên tới 71.000 ca vào hôm 6 tháng 5. Nhà Trắng dự đoán nếu không được bổ sung ngân sách và tăng cường biện pháp phòng dịch, số ca mắc mới tại Mỹ vào mùa đông năm nay có thể thêm 100 triệu ca, đồng thời cảnh báo nguy cơ gia tăng số ca nhiễm ở trẻ em. Nhiều trẻ em đã bị nhiễm bệnh, 12 triệu hoặc hơn. Chúng tôi đã có hàng nghìn trường hợp nhập viện. Chúng tôi thấy các hội chứng ở trẻ em có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt. Chúng ta không nên đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của điều này ở trẻ em. Khoảng 78% người Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19, trong đó 66% tiêm đầy đủ. Song nước Mỹ sắp phải chứng kiến một cột mốc đau thương với 1 triệu người chết vì COVID-19 sau 27 tháng dịch bùng phát tại nước này. Để chống dịch, về lâu dài, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đề xuất Quốc hội Mỹ duyệt chi khoản ngân sách 22,5 tỷ đô la Mỹ, sẽ dùng phát triển các liệu pháp điều trị, thuốc phòng COVID-19 và hỗ trợ các cơ sở xét nghiệm. Thưa quý vị, Cung điện Buckingham mới đây thông báo nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sẽ không dự lễ khai mạc Quốc hội vào ngày 10 tháng 5 và Thái tử Charles sẽ thay mặt bà đọc diễn văn khai mạc sự kiện. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1963, nữ hoàng Anh không tham dự lễ khai mạc Quốc hội, sự kiện đánh dấu khởi đầu một năm làm việc của Nghị viện Anh. Theo truyền thống, tại lễ khai mạc Quốc hội, nữ hoàng Anh với tư cách là người đứng đầu nhà nước sẽ đọc diễn văn khai mạc, công bố chương trình nghị sự của chính phủ và các đạo luật mà chính phủ sẽ ban hành trong năm. Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, 96 tuổi, gặp vấn đề về vận động và gần đây đã phải hủy một số sự kiện xuất hiện trước công chúng. Trước đó, Cung điện Buckingham vẫn tuyên bố nữ hoàng hy vọng sẽ tham dự sự kiện. Song tối ngày 9 tháng 5 thì xác nhận bà sẽ không tham dự buổi lễ sau khi được các bác sĩ tư vấn. Thái tử Charles và Hoàng tử William, công tước xứ Cambridge, được trao quyền thay mặt nữ hoàng khai mạc Quốc hội. Vương miện của hoàng gia vẫn được đưa đến Quốc hội và ngai vàng của nữ hoàng sẽ để trống. Trong suốt 70 năm trị vì, chỉ có 2 lần nữ hoàng không tham dự lễ khai mạc Quốc hội vào năm 1959 và năm 1963 khi đang mang thai.